2 3 4. Chạy nè. Đó, 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 rồi quay ngược lại luôn, quay ngược lại luôn. Rồi đụng vô tường luôn. Vẫn chạy, vẫn chạy. Không chạy đi đâu hết. Cứ chặt đi. Rồi bây giờ cũng vào. Ôi, chạy rồi. Chạy tưởng sao mượn cái camera của anh Hai quay. Rồi làm chạy chậm như gùa vậy đó. Mày giỏi quá, mày làm đi. Mày biết làm không mày sao? Chỉ được có cái gáy à. Tao làm không mày ra xuyên luôn á. Tao làm cái chục cái cũng được nữa. Bây giờ mày chơi không? Tao mày lại nhà anh già tổ chức cuộc thi nè, chơi không? Mày muốn chơi thì chơi, tao sợ mày chắc à. Đi mày. Ủa làm gì anh già? Anh đang sửa này cái thang. Anh xử giùm em vụ này ơi. Thằng Bo nó đòi xào thằng Dương kìa. Bây giờ là đầu đuôi sao giờ mày kể khúc giữa cho anh nghe coi. Thằng Dương nó làm cái thiền cái thằng Bo nó chê. Hay là anh già tổ chức cuộc thi cho tụi em chơi đi. Chứ không phải thằng Bo đòi xào thằng Dương. Thằng Dương đòi nấu thằng Bo hoài à. Hai người muốn chơi kiểu gì? Giờ làm tàu đua đúng không? Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ tổ chức một cái cuộc thi gọi là cuộc thi đua thiền và chế tạo thiền. Cuộc thi này tụi mình sẽ làm trên những cái vỏ chai này các bạn. Các bạn nhìn thấy ở sau lưng mình là rất là nhiều cái vỏ chai. Và người thắng cuộc của cuộc thi này sẽ được 100k. Rồi bây giờ thì bắt cặp mỗi một đội vậy là hai người. Dạ dạ. Lúc nào em cũng dư bo hết trơn vậy. Thì bây giờ cái ý tưởng là Cưng lên. Và anh sẽ là người hỗ trợ cho Cưng làm những cái gì cần thiết thôi. Nếu mà có tiền thì anh em mình chia đôi. 100.000 thì chia đôi thằng 50.000. Lực của cuộc chơi rất là đơn giản. Mỗi một bạn vậy sẽ được lấy những cái chai tùy thích và 10 thì đi thôi. Tại vì mình chế tạo thiền này là thiền không động cơ nha các bạn. Rồi, lấy chai nước mắm rồi giữ. Sau một hồi chọn lựa thì các bạn đã chọn được những cái chai của mình rồi. Mình sẽ hỏi những bạn để coi ý tưởng của các bạn ra sao nha. Ý tưởng của bạn Bo như thế nào đâu? Ý tưởng của em là em chọn hai chai nước suối và một chai nước mắm. Em để cho nước mắm ở giữa. Hai chai này. Hai chai này nữa. Xong rồi nữa. Rồi chứ à. Cắn hai cái trứng vịt ở trên này. À, hai cái trứng vịt trên dưới phải không? Dạ. Rồi hiểu nên hôm nay là của bạn Bo là hai cầu nha. Rồi của bạn Hút với bạn Dương thì làm như thế nào? Em là làm như thế này. Ba chai rồi hả? Ba chai. Sẽ để cái gáy đây. Nhấn cái cây xuống à, tạo sức bật đúng không? Tạo cái sức bật rồi đẩy lên rồi ok anh hiểu rồi. Còn của bạn Kiệt và bạn Dự thì làm như thế nào? Tạo của em thì em sẽ làm như gì? Gắn hai cái cây ở đây và ở trên đây. À của bạn Kiệt là hơi gây nha. Của bạn Kiệt tới ba cầu luôn nha. Nhưng mà không biết có chạy hơn người khác không. Tại vì mỗi một đội như vậy thì chỉ được 10 sợi dây thun thôi. Không hơn nữa. Cho nên là làm nhiều chiến dịch nhưng mà chưa hẳn là đã nhanh hơn người khác đâu. Rồi bây giờ chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Vậy thì bắt đầu làm thôi. Bây giờ bạn Bo anh cần thì anh hỗ trợ, còn không cần thì cứ việc làm hơn nha. Để coi hai bạn này làm như thế nào nha các bạn. Giờ nói sơ lược cho anh biết rồi coi hai bạn làm như sao. Giờ là em phải đo chứ. Đo sao? Đo cho đúng vị trí để nó cân bằng. Bây giờ anh góp ý cho ha. Cái nền gạch nè, cái nền gạch có cái lằn trắng ở dưới này cũng thấy không? Nè, dưới này có cái lằn trắng dưới những cái chai nè, chỗ này nè. Đó. Thì bây giờ cứ sắp những cái đít chai này cho nó bằng đây thôi. Rồi thì sắp ngang như vậy rồi bắt đầu mình nhỏ keo lên. Sẽ dùng keo nến này và nhỏ lên đây. Bây giờ là bạn Dương không biết tiền chọn cái mũi khoan như thế nào thì anh chỉ cho nè. Mũi tầm 4 ly. Rồi, lấy mũi này đi. Nè. Mũi này là vừa rồi. Tàu gì xấu vậy trời, có 3 chai vậy. Miếng sao chạy được rồi. Đội này tóc hành ta. Gần Bo có biết làm gì đâu. Có anh già hỗ trợ nhưng tóc hành. Ơi, Bo mà được giải nhất là chia hả? Chia. Yeah. Chia nhiêu? 50.000. Năm gì? Nó lấy 5.000, ông lấy 95.000 á. Nãy giờ nó mới ngồi cắt bằng keo không chứ nó có làm gì đâu chia tiền ý đó. Ý tưởng là của bạn. Ý tưởng là của em. Thì ý tưởng giá 5.000 đó. Anh già chỉ là hỗ trợ làm thôi. Thì bạn ấy nhỏ con mà bạn ấy có giỏi nha, nó thấy chưa? Cái găng này làm gì? Để cắn băng keo chứ làm gì? Đó. Sao? Gì? Cái này nha. Một cái. Rồi xong chưa? Cắn Bo. Ê, xem cái này. Ê, trời
trời trời. Con keo nó không cắn cắn tay tôi trời. Chiếc siêu tàu này gọi là, đặt tên đi, siêu tàu của đội này là gì? Tàu. Siêu tàu ve trời. Ve trời là gì à? Ve chai á mày ơi. Còn đây là chiếc tàu thanh lọc cơ thể của đội anh Phúc. À, cái tàu này á là thanh lọc cơ thể, không lo bị bóng. Bây giờ anh hỏi nè, mày ở đây là bao nhiêu con tôm? Hai sợi đúng không? Bên đây cũng hai sợi đúng không? Ở đây là mấy sợi? Ba sợi. Vậy tổng cộng chỉ có 7 sợi thôi. Vậy làm lỗ hết 3 sợi rồi. À, đây là chiếc tàu của con bo gái. Cái gì bo gái? Bo gái mà. À gái y dài. Đây xem review, bên trong còn có buồng lái. Có thể ngồi vào để ị và có thể lái. Nó là thế lại. Nó xây hẳn cái toilet trên cái chiếc tàu này luôn nha các bạn. Ủa bằng bo làm hai cầu mà sao cầu trước lại nhiều dây thun hơn cầu sau ta? Bằng bo chơi ăn gian hết cộng dây thun rồi. Anh đếm, đây là 6 cộng lần nè, đây 5 cộng này nè. Trời ơi. Ăn gian. Lại. Rút ra một cộng. Rút ra một cộng. Còn cộng dây thun ăn rất dưa. Còn của bạn Phúc với bạn Dương thì hơi cầu kỳ chút xíu. Chỉ có 3 cái chai thôi nhưng mà làm hơi lâu. Hai ông thợ đang có những dịch rất là miệt mài. Thấy sợ nó đẩy không nổi thế. Anh nè, anh chỉ hỗ trợ anh dán vô dùng thôi nha. Ý tưởng là ý tưởng của hai thằng mày. Là ý tưởng của ai anh Dương đúng không? Bây giờ đó nó đẩy không nổi lần sau. Em cũng không hiểu nữa. Ý tưởng là anh chị còn thành công không là anh chị hay mập lịch. Đúng rồi. A few moments later. Sau một thời gian thì mấy bạn đã làm xong hết. Nói chung là trong 3 chiếc tàu này thì ý tưởng là của các bạn nhưng mà hỗ trợ hầu như là mình hỗ trợ đều qua cho 3 bạn hết. Đây là tổng quan sơ lược tàu của ông Phúc. Rất là đơn giản nha các bạn. Tàu này là tàu chiến đó, giống như tàu. Là cái cây hay giống như là một cái cây đòn bẩy để cho cái chiến dịch này hoạt động. Còn đây là tàu của Bằng Kiệt và của Bằng Dữ. Chiếc tàu này gồm có 3 cái động cơ. Ở đây một cái, ở đây một cái và ở đây một cái. Còn của bạn Bo thì chỉ có 2 cái thôi, ở trước và sau. Đặc điểm của 3 chiếc tàu này là của bạn Phúc 1 động cơ, của bạn Bo 2 động cơ và của bạn Kiệt 3 động cơ. Nhưng các bạn chỉ dùng tổng cộng 10 sợi dây thun do mình giao ra thôi. 10 sợi dây thun của bạn Phúc là tận dụng trong một cái một, còn của bạn kia là chia ra 2 và 3. Và bây giờ thì mình sẽ đem đi thi, coi mấy bạn ai sẽ là người thắng cùng với các bạn. Let's go. Mày ghé cho giữ đi rồi mày đứng hạng 3 đó. Chưa chắc đâu nghe, của em vậy thôi đó. Bây giờ chia ra 3 đội nha. Đội này là Good Mod đúng không? Good Mod, đội này là Dr. Thanh. Đội bên kia là Aquafina nha. Là bây giờ là anh kia đếm 1, 2, 3 là buông ra nha. Rồi, rồi này, chuẩn bị nè. Để tàu xuống bò. Rồi chưa? 1, 2, 3, buông. Trời ơi là trời. Chưa tới mà. Nhưng tính, mà thắng rồi. Tính ra là cái tàu của bạn Dương là đi xa nhất nè. Tại vì hai cái tàu này vẫn gì với cũ. Tàu này là đi xa nhất nè. Trận đấu đầu tiên tạm nghiêng về 1-0 của bạn Phúc. Tại vì ai đi nhanh nhất, ai đi xa nhất hồi nãy anh có nói rồi. Cái đội này lộn xộn thiệt luôn á. Nãy giờ cái tàu này là lộn xộn nhất luôn á. Phải rồi em. Rồi em kìa. Nè, ý tưởng đi cho giữ vô 3 cầu mới chịu nghe. Mà rốt cuộc chạy không bằng ai hết á. Cái kia người ta có một cầu mà thấy người ta chạy chưa? Tại nó trứng của nó bự quá trời luôn. Em 3 trứng mà 3 trứng nhỏ. 2 cái trứng của tao còn lại nó nữa. Mày nghĩ sao mày ăn nổi? Trứng vịt đó các bạn. Rồi chưa? Rồi. 1 2 3 4. Trời ơi là trời. Ăn đi cô Hút. Nè, nhìn nè, cô Hút nè, cô Hút vẫn còn quay nè. Cô Hút vẫn còn quay luôn, vẫn còn đẩy được cái tàu của bạn kìa, quay cho ngược về luôn á. Chẳng này vẫn là bạn Hút thắng thôi. Trời ơi. Nó đẩy á anh ơi. Thằng này nó đẩy nè. Rồi. Nói chung là bây giờ anh nhìn không kẹp cho nên là lại thi lại cái hiệp này là tính là hiệp thứ hai đi. Hồi nãy các bạn có để ý không? Là cái tàu của bạn Kiệt á, hai chân để tới nhưng mà một chân để lùi. Cho nên là cái tàu đứng giữa luôn, nó không chạy
chạy đâu chứ. Mày bị lấy lùi đó. Của mình đó nó cứ vụt hoài luôn. Hai thằng đó, tao nói thằng dữ nó không có làm ăn cái gì được hết trơn á. Nó làm nhanh mà. Nó đụng cái gì mà nó phá cái đó à. Không phải nó không làm ăn được, nó chỉ ăn được chứ nó không có làm được. À, hợp lý. Rồi chưa? Rồi xuống đây. Để gần gần lại cái anh quay coi. Rồi. Giờ đi. Nè, 1 2 3 4. Ôi trời. Ôi. Anh có gì gì? Nó đẩy. Nó đẩy. Không, tính ra thì cái lực của bông bo vẫn hơn hết tất cả. Em là anh đẩy hết má luôn rồi đó. Thằng bông gan kìa, nó chơi đẩy kìa. Nhưng mà tính ra thì cái lực của không đẩy đâu thắng nào, hiểu không? Thôi mày tin gan mày ơi. Cái này nếu mà bây giờ mà cho các bạn thời gian các bạn nâng cấp các bạn làm thì cái bánh lái nữa nó sẽ đi thẳng được. Trận này mà thắng nữa là mình có tiền sống hết qua cái mùa dịch nè các bạn ơi. Giờ em chơi maximum luôn. Rồi chưa nè. 1 2 3 4. Đâu đi? Đâu đi? Ui, kì ngủ rồi. Trời ơi, lại trời đang kì kìa. Không, của ông Hút do là cái lực của ông Hút mạnh quá cho nên là cái vị trí của cái chân dịch nó hết quay được luôn rồi. Nó đập vô cái chai rồi. Bây giờ mình sẽ để từng chiếc một chạy cho các bạn xem nha. Tại vì ba chiếc chạy mình quay không có kịp. Rồi, 1, 2, 3, buông. Chạy nè, quay ngược lại luôn. Quay ngược lại luôn, rồi đụng vô tường luôn. Vẫn chạy, vẫn chạy. Không chạy đi đâu hết. Rồi, bây giờ tới chiếc bông bo. Cứ chặt đi. Rồi bây giờ cũng bò, ôi chạy rồi. Cái tàu của ông Phúc quá lực, bây giờ cái chai nó cong lên luôn rồi. Rồi, 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 rồi buông chạy ơi. Rồi luôn rồi, dính hư luôn rồi. Đây dính máy giùm anh cái. Dính máy giùm anh cái, anh sửa đây rồi. Rồi, bây giờ thử nghiệm với tàu của ông Phúc, cho tàu ông Phúc chạy nha. Nó dính luôn rồi, nó dính cái chai rồi. Đây. Nó dính cái chai hoài trời. Đó. Nhìn chung thì trong ba chiếc tàu này mình cũng không thể đánh giá được, tại vì lúc đó mình đang đứng ở dưới nước các bạn ơi. Và theo như mình á, và chiếc tàu mạnh nhất á, chiếc tàu mà nhanh nhất á thì là chiếc tàu của ông Phúc. Đây. Chiếc tàu này mặc dù chỉ có một động cơ thôi nhưng mà do cái sức bật của cái cây và cộng thêm của 10 sợi dây thun mà nó thành một cái nữa thì cho nên là nó sẽ nhanh hơn những cái tàu khác. Và cái tàu mà ổn định nhất á, cái tàu mà đi chạy thẳng nhất á là cái tàu của ông Bo, thắng được một ván. Và cái tàu cuối cùng là cái tàu mà nó chỉ biết chạy vòng tròn thôi chứ ngoài ra nó không biết chạy đi đâu hết. Và có một lần nó chạy đứng yên tại chỗ là do hai cái dương dịch chạy tới, một cái dương dịch chạy lùi, cho nên là cái tàu đứng một chỗ một. Vậy thì nói tóm gọn lại là cuộc thi hôm nay là cái tàu của ông Phúc là cái tàu là cái người thắng cuộc. Đây là cái phần thưởng cho người thắng cuộc. Đây. Cảm ơn Thái. Ở đâu ra vậy? Này á, tiền của người ta dần dần. Đây là người dễ nhất. Nếu mà đó dễ nhì thì ở đây nè. Còn ở đây đây là giải ba. Từ dưới điểm lên. Rồi, cái video mình cũng kết thúc ở đây nha các bạn ơi. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ cho tên của anh già nha. Và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.